Quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật có qua đó. Ngài là bậc A-Rang cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddha sa ra năng ba cha mi đàm măng sa ra năng ga chang ga hăng sa ra năng ga cha mi đư ti dâm bi Buddha Saranang ga cha mi đô ti dâm bi sang ga hăng Saranang ga cha mi dâm bi bưa đa hăng Saranang ga mi ta ti dâm bi hăng sa ga cha mi ta ti dâm bi sang ga hăng Saranang ga mi. Con đem hết lòng quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem kính xin quy Tăng, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy lần thứ ba. Con kính đảnh lễ sư Pháp Thạch vừa đến với đạo tràng. Dạ con xin đọc phần Pali thôi ạ, tại con thấy sư Pháp Thanh đã đến, giảng sư đã đến rồi ạ. Nam mô ta sa phagavato rahato samma sambuddha. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddha. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranang gacchami, dhammam saranang gacchami, sangham saranang gacchami, dutiyambi buddham saranang gacchami, dutiyambi dhammam saranang gacchami, tatiyambi sangham saranang gacchami, tatiyambi buddham saranang gacchami, tatiyambi sangham saranang gacchami. Tisaranaganang paripunang phapvi tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu ana pana thi pa ta ve ramani sikha badang siya mi adinna dana ve ramani sikha badang samadhiya mi kame sumicha chara ve ramani sikha badang samadhiya mi musa vada ve ramani sikha badang samadhiya mi same raya machapama dathana ve ramani sikha badang samadhiya mi. Manatipata veramani sikha padang samadhyami. Adinna dana veramani sikha padang samadhyami. Kame sumichachara veramani sikha padang samadhyami. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Suraraya machapamadathana veramani sikha padang samadhiyami. Ima nipang cha sikha bada ni sangka toa pamade na ni chaka lang samara khi ta băng chư thiện tính sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng nên vân dự hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Ma Phật, dạ chúng con xin vâng. Sile na sugatin yang ti sile na fugi sampada sile na nipun ti yang ti ta sma si lang bi so da. Chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn với các cơ ai. Chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật đừng để lắm nhớ. Sa thu, lành thay.
Dạ con xin đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tăng truyền quy và ngũ giới cho hàng Phật tử con ạ. Hôm nay kính mời cùng con thỉnh pháp sư ạ. Thammade sana ya janaga tha Brahmachalo katipati sahambati katancha antiwarang ayang chatha tanti thasara chakta chatika de se mang anukambi mang achang thamma phê rin vinayan chaka yan suttan chapan tham avitham mang a ko tayo sak chadapapo thane parisa yamat che. Phạm Thiên ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, vừa ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thịt ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, mỏi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đại kính cung thỉnh sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay. Tăng Chi Bộ Kinh, chương 3, Ba Pháp, 873, người họ thích. Dạ, sau đây con kính cung thỉnh bàn tay của sư ạ. Dạ, con xin mít. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới và thỉnh giảng sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Và kính đảnh lễ chư công đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và kính chào quý tất cả quý trung nữ và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học trong cái phần Tăng Chi Bộ Kinh, chương 3, Ba Pháp, phẩm thứ 8, phẩm Ananda. Tới cái câu thứ 73, người họ thích. Giờ sư xin đọc cái phần chánh kinh và sau đó sẽ giải thích theo từng đoạn. 73, người họ thích. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng thích tử tại Kapila Quá Thú ở khu vườn Nikrotha. Lúc bây giờ Thế Tôn khỏi bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu rồi họ thích Hà Nam Mát đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, họ thích sắc cá bạch Thế Tôn. Đã lâu ngày bạch Thế Tôn, con đã biết pháp đã được dạy như sau: trí đến với người định tĩnh, không đến với người không định tĩnh. Bạch Thế Tôn, định đến trước rồi trí đến sau, hay trí đến trước rồi định đến sau? Hai, rồi tôn giả Ananda suy nghĩ như sau: Thế Tôn mới khỏi bệnh, khỏi bệnh không bao lâu, họ thích Mahānāma này đã hỏi một câu rất thâm sâu, vậy ta hãy đưa họ thích Mahānāma qua một bên và thuyết pháp cho họ thích. Rồi tôn giả Ananda cầm tay họ thích Mahānāma qua một bên rồi nói với họ thích Mahānāma. Ba, giới của bậc hữu học này Mahānāma được Thế Tôn nói đến, và giới của bậc vô học cũng được Thế Tôn nói đến. Định của bậc hữu học được Thế Tôn nói đến, định bậc vô học được Thế Tôn nói đến.
tuệ bậc hữu học được nói đến, Đức Thế Tôn nói đến, tuệ bậc vô học cũng được Thế Tôn nói đến. 4. Và này Mahanama, thế nào là giới bậc hữu học? Ở đây Mahanama, vì tỷ kheo giữ giới, sống hộ trì giới, sự hộ trì của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận học tập các học giới. Này Mahanama, đây là giới của bậc hữu học. 5. Và này Mahanama, thế nào là định của bậc hữu học? Ở đây này Mahanama, ly dục, ly bất thiện pháp, vị tỷ kheo chứng đạt và an trú sơ thiền, chứng đạt và an trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Này Mahanama, đây là định của bậc hữu học. 6. Và này Mahanama, thế nào là trí tuệ của bậc hữu học? Ở đây này Mahanama, vị tỷ kheo như thật quán tri, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Như thật quán tri, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Này Mahanama, đây gọi là trí tuệ của bậc hữu học. Vị thánh đệ tử như vậy đầy đủ giới, như vậy đầy đủ định, như vậy đầy đủ trệ tuệ, do đận tận được các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tông giả, tệ giải thoát. Như vậy này Mahanama, là giới bậc hữu học được Thế Tôn thuyết, là giới bậc vô học được Thế Tôn thuyết, là định bậc hữu được Thế Tôn thuyết, định bậc vô học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc hữu học được Thế Tôn thuyết, và tuệ của bậc vô học được Thế Tôn thuyết. Và đó là phần chánh kinh. Bây giờ thì sư xin giải thích về lời dạy của Phật trong cái câu số 3 này. Thì người họ thích ở đây là những cái người mà được gọi là thích tử, hay là trong dòng họ Sắc Giá. Ở tại Kapila Quá Thú là Sứ Ca Tỳ La Vệ Nirodha, đây là một cái khu vườn. Khi mà Đức Thế Tôn trở về thăm viếng phụ thân, tức là Đức Vua Tịnh Phạn, thì đã được một cái vị công nương trong dòng họ Thích dâng cúng cho Đức Thế Tôn cái khu vườn này, và được mang tên là Nirodha. Thì nhiều lần sau này khi mà Chư Tăng hoặc là Đức Thế Tôn có trở về Ca Tỳ La Vệ trong Bách Thú, thì hay cư ngụ ở cái trong cái khu vườn Nirodha này. Thì trong cái câu chuyện này thì Đức Phật đã đề cái khu vườn Nirodha này, nhưng mà lúc đó là Đức Thế Tôn sức khỏe không có, mới vừa khỏi bệnh. Thì có một cái anh chàng thanh niên tên là Mahanama đến để mà hỏi, đặt câu hỏi với Đức Thế Tôn. Hỏi là định có trước hay là trí có trước, trí đến trước rồi định đến sau. Thì nếu mà giải thích thì định rồi mới có tuệ. Nhưng mà trong đời sống quý vị thấy rằng đó, các chi pháp nó không phải là nó rời rạc, nó là một cái hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà đó, cái tuệ giải thoát là nó đến sau cùng. Nhưng mà cái người khi mà có trí tuệ á, có trí tuệ, mình có sự hiểu biết, rồi khi mà nỗ lực thiền định á,
thì lúc đó nó cũng có sở hữu trí tuệ, nhưng mà cái lúc này đó cái sở trí tuệ nó còn non yếu. À, khi mà nó được định hỗ trợ, trí tuệ nó trở thành tuệ giải thoát á, thì nó mạnh mẽ hơn, nó đủ sức để xuyên hóa, diệt trừ tất cả những cái phiền não, cắt đứt những cái thần thúc, hay là diệt trừ tất cả những cái chướng ngại phiền não, để đạt đến cái sự giải thoát. Chứ còn thật sự ra đó, khi mà chúng ta kể chi tiết từng cái pháp độ đó, thì phải kể 10 pháp, nó đi từng tự. Chứ sự thật ra đó, khi mà chúng ta bố thí trì giới, là phải hiểu biết về cái thiện. Dù cái trí tuệ này đó nó chưa mạnh, nhưng mà chúng ta phải có trí tuệ nào phân biệt điều thiện, điều bất thiện, rồi lợi ích của cái bố thí là như thế nào, lợi ích của cái sự giữ giới là như thế nào. Nhưng mà vì cái chi pháp thì mình kể từng tự, nhưng mà khi mà thực hành đâu phải là bố thí trước rồi mới giữ giới rồi mới xuất gia thế này thế khác, mà các pháp nó luôn luôn nó hỗ trợ nhau. Cho nên á, có những pháp nó sanh khởi trước, gọi là tiền sanh duyên, rồi nó mạnh lên, nó dẫn dắt các cái chi pháp khác kế tiếp, thì gọi là trưởng duyên. Rồi á, các chi pháp này nó hỗ trợ lẫn nhau để thực hành, hỗ tương. Thành ra đó, thật sự ra chúng ta kể thì nó từng cái, nhưng mà trong khi mà mình thực hành thì đâu phải là mình phải chờ từng tự giống như mình kể ở trong sách, trong kinh được. Đâu phải là mình bố thí rồi mới giữ giới, không phải là mình không sát sanh rồi mình không trộm cắp, không nói dối, không rượu, nó đi từng cái như vậy. Mà lúc đó, ngay hiện tại, lúc đó khi đối tượng nó sanh khởi như thế nào thì chúng ta phải biết như thế đó. Thì khi cái biết đó là trợ tuệ, mình ghi nhận cái đối tượng nó đang hiện khởi. Thí dụ đối tượng đang sanh thì mình phải ghi nhận, mình biết có một cái đối tượng nó đang sanh. Thì khi quý vị nhận cái đối tượng này, lúc đó là cái niệm, nhưng mà cái niệm này phải biết rõ ràng đó thì nó có tuệ, trí tuệ đi theo nữa. Mà trước khi đối tượng xuất hiện, nó có một cái tác ý, nó tác ý tác động để mình khởi lên cái niệm, rồi cái niệm nó mới khi mình ghi nhận cách rõ ràng, hiểu biết đúng thực tướng của đối tượng, thì lúc đó là có trí tuệ. Thành ra đó, ở trong kinh sách thì nó phải kể từng bước, theo từng chi pháp, nhưng mà nó trong cái khi mà đời sống thực tế qua sự tu tập đó, thì nó không phải như vậy. Giống như cái người mà học võ đó, ông thầy á, ông dạy phải đứng tắm nè, rồi phải rèn luyện như thế này thế kia, rồi á cái thế nào trước cái thế nào sau, kế tiếp. Thì cái bài bản á, ở trong sách vở nó phải vậy, nhưng mà gia chạm thực tế là không phải cái người võ sĩ mà bây giờ đi lên đấu với đối thủ, mà bây giờ phải lên đó rồi phải đứng tắm rồi phải đi từng cái không có. Nếu mà đối thủ mình phải nhận định, lúc đó là cái người đối thủ mình phải nhận định liền, mình vừa thấy cái địch thủ nó như thế nào, mình phải có một cái để mình phòng hộ chính bản thân mình và mình đối kháng lại, chứ không phải mình đi theo cái bài bản của cái mà mình đang học trong
trong kinh, trong sách là nó không đúng. Cho nên á, cái khi mà chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, một cái vị hành giả muốn ly ác, ly các ác bất thiện pháp, ly dục, ly các pháp bất thiện pháp, thì cái vị này phải có trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này á, là nó còn non yếu, còn là phàm phu. Nhờ cái vị này khi mà nỗ lực tu tập thì cái định tâm nó mạnh. Cái định tâm này nó mới đủ để phát sanh cái, đưa đến cái tuệ giác. Thành ra đó, lúc đầu là cái cũng có trí tuệ nhưng mà trí tuệ phàm phu. Chính nhờ cái này nó mới mình phân biệt, mình hiểu biết của cái lợi ích của sự tu tập của hành thiền. Mình mới từ bỏ những cái thói hư tật xấu, đầy bỏ tất cả những cái dục tầm, rồi từ bỏ các cái bất thiện pháp. Thì vị này nỗ lực tu tập thì mới chứng đạt và an trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì khi mà đạt đến tứ thiền rồi, nhờ cái tâm định tĩnh này nó làm cái nền tảng để chúng ta chuyển qua thiền quán. Và sau khi quán sát thì lúc đó cái trí tuệ nó trở thành tuệ giải thoát của bậc thánh hữu học. Mà từ bậc thánh hữu học này á, thì nó mới đạt đến cái thánh vô lậu, hay là thánh các vị thánh a la hán. Cho nên á, là nó đi đi từng bước từng bước. Cho nên là trong bát chánh đạo á, là chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về cái tuệ. Nhưng mà đó, khi mà mình hiểu biết, mặc dù chưa có cái chánh kiến của bậc thánh nhân, nhưng mà quý vị phải hiểu cái sự nhân về nhân quả, rồi phân biệt được thiện bất thiện, rồi suy nghĩ về những cái nhân, những cái nhân thiện thì nó đem đến cái lợi ích an vui, những cái nhân bất thiện nó sẽ đem đến cái hậu quả khổ đau. Thì lúc này á, mình mới chọn cái chánh kiến, từ bỏ cái tà kiến, rồi mình suy nghĩ, mình tư duy về nhân quả, rồi suy nghĩ về cái lợi ích, suy nghĩ về cái nguyên nhân của khổ. Chính vì có cái nhân đưa đến cái quả khổ đau, rồi không có một cái bản ngã, không có một con người, không có một người nam, không có một người nữ. Khi mà chúng ta có như vậy đó, mặc dù là chúng ta cũng có cái chánh kiến, chánh tư duy đó, nhưng mà cái chánh kiến, chánh tư duy này nó còn phàm. Chính nhờ cái trí tuệ, cái tư duy còn non yếu này đó, chúng ta mới nỗ lực, mới thực hành, mới đưa đến bát thánh đạo, mới đầy đủ tám cái chi phần nó hiện khởi lên để đủ sức để diệt trừ tất cả những cái chướng ngại phiền não, đoạn trừ tất cả những ô nhiễm lậu hoặc ở trong nội tâm chúng ta. Thành ra đó, không phải là đến khi mà mình đạt được cái thánh đạo thánh quả rồi thì mới có chánh kiến, chánh tư duy. Nhưng mà khi mà đạt đến thánh đạo thánh quả thì có cái chánh kiến, chánh tư duy đó của bậc thánh. Còn cái phàm nhân chúng ta phải có cái nhân, cái đã, cái nhân, cái hiểu biết về cái chánh kiến, chánh tư duy của phàm nhân, rồi mình thực hành theo.
Nhờ mình thực hành theo như vậy mình mới đạt đến cái chánh kiến, chánh tư duy của bậc thánh nhân. Lúc đầu chúng ta cũng phải có niềm tin chứ. Quý vị đang lắng nghe là quý vị phải có cái niềm tin quý vị mới vô đây lắng nghe. Nhờ cái lắng nghe này đó, quý vị sẽ có đem đến những cái hiểu biết. Nhưng mà cái hiểu biết này đó, mình cái hiểu biết của mình nó còn yếu, cái niềm tin mình nó cũng còn yếu, nhưng nhờ có mỗi ngày chúng ta dung bồi, chúng ta nghe pháp, hiểu pháp, thì mỗi ngày chúng ta có cái niềm tin, niềm tin về cái lời dạy của Đức Phật, niềm tin về cái giáo pháp sẽ đem đến cái sự an vui lợi lạc. Tin và Chư Tăng là những người đang thực hành đúng theo con đường giới định tuệ. Các bậc thánh nhân là các ngài đã đạt đến các tầng thánh hữu học, cũng như đạt đến tầng thánh vô lậu. Còn Chư Tăng phàm nhân là những người còn phàm, nhưng mà có hiểu biết, có giới đức, có giới định tuệ, đang đi trên cái con đường đúng đắn. Thành ra đó, quý vị phải có cái niềm tin như vậy, quý vị mới mới có cái sự lắng nghe. Nhờ lắng nghe thì cái trí tuệ mà càng ngày mới mới tăng trưởng. Đó thì nó phải phải đi đi từng từng bước từng bước, cho đến nào mà nhờ có cái niềm tin mạnh mẽ, sự nỗ lực tinh tấn mạnh mẽ, quý vị thực hành một cách miên mật, và tạo trữ các công đức phước báo đầy đủ, quý vị đạt đến sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tức là ở trong các cái tầng thánh hữu học. Thì lúc đó đó, cái niềm tin quý vị đối với tam bảo nó mới trở thành bất động, chứ không phải là tới tới đạt tới cái sơ đạo thì lúc đó cái mình mới có cái niềm tin. Nếu mà đã chờ tới mà đạt tới sơ đạo mình mới có niềm tin thì nó mình không có thực hành được. Cho nên đó, là chúng ta phải hiểu những cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, nhưng mà cái nào nó là nền tảng, nó là cái nhân để phát sanh các cái chi phần kế tiếp, cái nào nó là trưởng duyên, rồi cái nào nó là đồng sanh duyên, cái nào nó là tiền sanh duyên, thì mình thấy cái nào mình phải phải thực hành trước để nó dẫn dắt những cái pháp khác, cái nào nó là nhân để nó đưa đến cái quả. Thành ra đó, chúng ta phải phải hiểu biết như vậy. Chứ còn nếu mà chúng ta mà cứ máy móc và ở trong kinh sách thì không có đúng. Dạ, không biết là quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, âm thanh quý vị còn nghe rõ không? Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, cảm ơn cô Nguyên Trang. Dạ, cảm ơn Nguyên Như. Dạ, cảm ơn nhiều quá. Cho nên á, là ở trong đây thì Ngài Ananda mới mới giải thích cho cái vị này, ở đây vị tỳ kheo phải giữ giới, sống hộ trì căn, trì gìn giữ giới bổn đầy đủ, uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những cái lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học giới này. Thì đây là cái nền tảng, nền tảng về giới quẩn. Rồi nhờ cái khi mà gìn giữ cái giới này đó, mà muốn có được cái giới này, muốn gìn giữ cái giới cho được tốt để trong sạch thì phải sao? Phải có sự tinh tấn, phải có trí tuệ, thì mình mới mới gìn giữ được. Nhưng mà cái trí tuệ ở đây đó là cái trí tuệ nó còn non yếu. Cái ở đây là mình mới là cái giới giới phòng hộ thôi, chứ chưa phải là giới đoạn trừ. Khi nào mà mình đạt đến cái thánh thánh đạo thánh quả rồi đó, thì lúc đó là mới thuộc về đoạn trừ tất cả những
cái bất thiện pháp. Cho nên nó đi từng bước từng bước, rồi nhờ có cái giới rồi bắt đầu cái gì thì tu, phải không? Phải ly dục, ly các ác bất thiện pháp, rồi nỗ lực tu tập, an trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là cái nền tảng của định học, định quẩn. Thì khi có cái nền tảng của định rồi đó, thì mới phát triển cái tuệ, phát triển tuệ giác để đến, cho nên phải có đầy đủ về giới, đầy đủ về định, thì nó sẽ đưa đến đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thì cái câu của ngài kết luận đối với cho cái vị thích tử Maha Nam Á là giới của bậc hữu học đã được Thế Tôn thuyết, là giới bậc vô học được Thế Tôn thuyết, là định bậc hữu học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc vô học được Thế Tôn thuyết. Cho nên á là tất cả các pháp chúng ta phải thực hành, giống như chúng ta phải nỗ lực thực hành, chứ không phải bây giờ á là mình khi mà mình tập á, mình có thể mình giữ một giới, khi mà cái người sơ cơ mới thì mình giữ một giới, rồi tương tự mới đầu bây giờ mình hay hai cái tập mình hay thấy ba con mũi ba con đồ mình hay ghét, mình hay đập đó, bây giờ mình nguyện mình giữ giới là không sát sanh, rồi không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nhưng mà lần hồi mình phải giữ tròn đủ năm giới thì như vậy mình mới gọi là giữ ngũ giới. Chứ mới đầu mình giữ có một giới thôi mà mình giữ không đủ bốn giới kia thì nó chưa đủ. Giống như quý vị thọ bát quan, mới đầu thì mình giữ rồi mình phải thọ đầy đủ tám cái chi phần thì mới gọi là thọ gìn giữ bát quan trai giới. Thì cũng vậy. Nhưng mà khi mà mình gìn giữ cái bát quan trai giới này đó là nó mới là phàm, là phàm giới thôi. Nhưng khi mà đắc từ sơ đạo trở lên gọi là thánh giới, tức là cái vị này dù có hy sinh mạng sống cũng không bao giờ phạm giới. Thì lúc đó là cái kiên định như vậy, thành ra mới trở thành là thánh giới đó. Nhưng mà bây giờ mình nói thôi, để tới chừng nào mà tôi đạt sơ đạo rồi tôi mới giữ giới thì đâu có được. Bây giờ cái giới nó phải là nền tảng để từng bước có giới, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Thành ra mình phải đi từng bước như vậy. Nhưng mà không phải là cái tuệ chờ tới chừng nào tôi có giới có định rồi tôi mới tuệ. Ngay khi mà quý vị giữ giới, quý vị cũng phải có trí tuệ. Mà muốn có định thì cũng phải có tuệ nó kèm theo. Rồi không phải là tuệ không, mà có niệm rồi các cái chi phần khác, nỗ lực tinh tấn chuyên cần, rồi á là phải có cái niệm nó dán áp ở trên đối tượng thì mới tâm nó có định. Thành ra đó kể trong kinh, trong sách thì nó tương tự, nhưng mà khi mình thực hành quý vị thấy rằng tất cả các chi pháp nó đều liên quan với nhau, hỗ tương nhau, hỗ trợ nhau, nhưng mà có cái trước có cái sau, để đưa đến đạt đến cái sự giải thoát. Cho nên đó là trong kinh sách thì có nhiều khi thì phải kể chi tiết từng phần từng phần, nhưng mà trong đời sống có nhiều lúc chúng ta phải nhiều chi pháp nó
liên quan cả lẫn nhau, để chúng ta đạt được cái trí tuệ, đạt đến cái sự giải thoát. Thì qua cái lời dạy của Ngài Ananda đối với cái vị thích tử Mahānamā này, thì sư cũng có chút ít những cái kinh kiến thức, những cái hiểu biết, thì cũng chia sẻ đến tất cả quý vị. Giới phước báo này kính cầu mong chư Tùng Đức Trưởng Lão Pháp Thể Căn An, kính chúc quý Tùng Nữ cũng nhiều quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui và có niềm tin thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Và bây giờ thì cũng xin cung thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ, đóng góp thêm về cái bài học ngày hôm nay. Tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại và hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giác. Nam mô Bụt Thầy Giác. Nam mô Thầm Mài Giác Sang Khai. Và thương như con xin kính sư thanh tâm, con xin kính lãnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính lãnh lễ sư Nguyên Thông. Và nguyên như con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã cho chúng con một bài pháp rất là quý báu của ngày hôm nay. Dạ bạch sư, nguyên như có một câu hỏi bạch sư. Khi mà một người Phật tử mình vô trong chùa thì trước tiên là các sư phụ sẽ dạy cho tụi con là tam quy rồi tới ngũ giới. Thì con thấy quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là cái chuyện cần thiết chính yếu trước nhất. Xong rồi sau đó tụi con được giữ năm giới. Nếu mà phát triển rộng ra thì có thể thành 8 giới hoặc là thành 10 giới. Còn trong cái 13 la mật đó bạch sư, thì cái chữ bố thí đó là đi đầu. Nhưng mà bố thí đi đầu đối với 13 la mật có phải là tự gì nó là quan trọng nhất? Tụi con có nghe có những vị nói là bố thí là quan trọng nhất là đầu. Nhưng mà cũng có những vị lại nói là 10 cái ba la mật nó đều quan trọng hết. Hễ mà mình có cái thiếu cái gì thì mình bổ sung cái đó. Chứ nó không có theo thứ tự cái nào quan trọng nhất và cái nào quan trọng sau, phải không bạch sư? Tụi con thấy cái chữ bố thí rồi mới tới chữ trì giới, chứ không phải là giới trước rồi mới tới bố thí. Và con xin kính thỉnh sư Thanh Pháp Thanh có thể giải thích cái đó cho Nguyên Như và đạo tràng cùng hiểu biết thêm bạch sư. Và con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và kính lãnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão. Và kính chào quý tu nữ và quý Phật tử. Thì như hồi nãy sư nói đó, là mặc dù là kẻ bố thí đứng đầu, nhưng mà quý vị muốn biết cách thức để bố thí thì quý vị phải học trước chứ, thấy không? Rồi thí dụ như bây giờ á, quy tam bảo, thì quý vị phải hiểu thế nào là quy y. Quy y ở đây là người ta là bây giờ mình về mình quy để mình nương nhờ, chứ không phải mình quy y là mình phải hiểu về cái Phật là cái gì. Phật là cái sự ngộ. Giác ngộ gì? Giác ngộ chứ diệu đế. Pháp là gì? Pháp là những cái nó hiển lộ ở trên cái thế gian này, nó hiện khởi lên. Thì pháp nó có hai, cái pháp thế gian và pháp siêu thế. Mình phải hiểu như vậy đó. Mình quy pháp là mình quy y về những cái tính chất tốt đẹp của pháp bảo để đoạn trừ những cái phiền não. Để tự mình gội rửa mình cho nó được tốt đẹp hơn. Thì khi mà quý vị quy pháp là trong đó là có giới đó, có định, có tuệ đó, là nó là nằm ở trong cái pháp rồi. Tăng là những người đi theo dấu chân của Đức Phật, đạt đến, các vị đã đạt đến thủ học hoặc là đánh vô lậu giải thoát đó. Thành ra đó, khi mà mình muốn tạo trữ các cái công đức phước báo thì phải học.
Mà khi mình học đó là mình phải sử dụng gì? Trí tuệ, bố thí, rồi giới, rồi xuất gia. Xuất gia đây không phải là tới chừng nào mà hoàn toàn mình thoát ly cái đời sống thế tục mới là xuất gia. Xuất gia đây là tức là cái sự xả ly, mình phải hiểu vậy đó, xả ly. Ngay quý vị còn là cái hình tướng người cư sĩ, nhưng mà thân xả ly, tức là mình khi mà mình giữ giới đó, bắt mình không trang điểm nè, mình không nghe nhạc nghe nè, mình không có đeo tràng hoa rồi nó kia đó, mình kiên quyết vậy đó, là mình đang xả ly đó, mình tập xuất gia đó. Người ta nói là xuất gia, tập xuất gia gieo duyên một ngày đó đó. Thành ra đó, trong 10 cái pháp độ đó thì giữ từ thấp trung bậc cao thượng đó, nó trở thành 30 pháp nè. Rồi trong đó đó là chờ bố thí, cũng phải có trí tuệ mới bố thí được. Mình bố thí hợp thời, bố thí với cái đầy đủ ba thời, từ tiền, từ hiện, từ hậu, thì phải có trí tuệ mình mới hiểu biết được để mình muốn đem đến cái lợi ích. Rồi giữ giới như vậy, bây giờ mình không có trí tuệ, làm sao mình biết cái chi phần? Ví dụ như là giới sắc sanh nó gồm có bao nhiêu chi, khi mình giữ giới sắc sanh, nếu mình phạm đầy đủ những chi đó thì mình bị đứt giới. Còn nếu mà mình không phạm tất cả các chi đó thì mình chưa bị đứt giới. Thành ra đó, trong bố thí cũng phải có trí tuệ, trong trì giới cũng phải có trí tuệ, trong cái sự xuất gia xả ly đó cũng phải có trí tuệ. Nhưng mà tất cả cái trí tuệ này á, như là nó còn non yếu, nó là phàm. Nhưng mình phải có những cái ví dụ như cái hành xả đó, đâu phải mà hành xả nó đứng không được, nó phải có những cái chi pháp khác hỗ trợ. Cái nỗ lực tinh tấn cũng vậy, nó phải có, mình có sự hiểu biết về cái lợi ích của cái pháp này. Nhờ có cái trí tuệ em hiểu biết vậy, mình mới kiên trì nỗ lực một cách mạnh mẽ. Thế còn nếu mà mình không có trí tuệ thì sao? Mình thật cũng nỗ lực nhưng mà nó không có đúng. Thành ra cái niềm tin á, Đức Phật, cái niềm tin nó cũng phải đi kèm với trí tuệ. Nếu mà niềm tin mà không có trí tuệ là một cái niềm tin mù quáng, nó lệch lạc cực đoan đó. Cho nên á, các pháp là nó không thể nào mà xa rời nhau. Ví dụ như bây giờ á, một món ăn á, thì nó phải có nhiều cái để hỗ trợ. Đừng nói gì bây giờ mình chỉ nói đơn giản nấu cơm. Bây giờ nếu mà có gạo không á, không có nước, không có chất, không có lửa, không có cái nhiên liệu thì sao nó thành cơm được, thấy không? Thành ra đó, cái này thì nó phải pháp khác nó hỗ trợ nhau, để đấy. Nhưng mà tùy theo, thí dụ như có gì á, như Đức Phật Gautama mình thực hành theo cái hạnh trí tuệ thì ngài thực hành cái trí tuệ nó vượt trội hơn. Còn những vị khác á, cái niềm tin nó vượt trội hơn, hay là hoặc là cái sự tinh tấn nó vượt trội hơn. Nhưng tất cả 10 pháp này đó, nó hòa quyện với nhau, nó hỗ trợ nhau để bổ túc đủ để đạt đến các pháp độ. Thì nó vậy đó. Thành ra đó, kể thì cái này trước cái này sau, chứ có nhiều cái á, ở trong thực tế không có cái nào trước cái nào sau, mà nó sẽ sanh khởi để hỗ trợ với nhau, để đạt đến cái
cái lợi lạc, lợi lạc từ thấp đến cao, từ các pháp độ bờ bậc trung rồi bậc thượng, thì nó đi từng tự, thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Như. Tất cả cầu chúc tất cả quý vị an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sân Kha Giá. Và con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh đã trả lời từng tầng câu hỏi của Nguyên Như. Con xin một lần nữa kính tri ân sư. Và bây giờ thời gian mình còn 17 phút nữa, con xin kính thỉnh sư Minh Thông, sư có thể lên thay mặt chư tăng để có vài lời về cái bài học của ngày hôm nay không bạch sư. Con không có biết sư có nghe được âm thanh cũng như không. Con xin kính thỉnh sư Minh Thông, xin sư cho con tín hiệu ạ. Dạ, con xin kính dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, cái bài này rất là hay, là giúp cho chúng ta hiểu biết thêm cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy trong cái bài số 73 này. Ở trong này thì cái bài này thì con thấy là sư phụ Pháp Thanh rất là xuất sắc, ngài giảng giải rất là rõ ràng, và trong này là khi mà ngài Mahānāma đang mà đi hỏi đến Thế Tôn, thì lúc đó thì ngài Ananda kéo ra rồi đi hỏi giảng giải rồi những cái pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải thế nào đó, thì đã làm cho chúng ta rồi đã hiểu thêm. Rồi nhất là sư phụ Pháp Thanh đã trình bày bài này rất là hay. Thành ra đối với lại Phật Pháp thì mình học mình hiểu như vậy, nhưng mà Nguyên Thông đề nghị là chúng ta phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Bởi vì nếu mà không đọc lại nhiều lần thì cái ý niệm này nó không có, nó bám rễ vào trong cái tâm của chúng ta. Tiếng Anh nó gọi là encode, nó in sâu vào trong tâm của chúng ta. Vì vậy nên lặp đi lặp lại nhiều lần, đọc đi đọc lại nhiều lần thì giúp cho chúng ta nhớ lại những cái điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy. Đó là cái cảm nghĩ của sư Nguyên Thông. Xin cảm ơn Nguyên Như, xin trao mai lại cho Nguyên Như. Với thầy dạ, bạch sư, con thấy thời gian cũng còn một ít, con xin kính hỏi sư Pháp Thanh một câu nữa, là khi mà mình vào tu thì tự gì mình còn rất là phàm, mình đang học tập chứ sư, thành ra lúc nào mình cũng bị những cái phiền não, những cái bất thiện nó chi phối, thì lúc nào tụi con cũng ráng học theo những cái tâm sở tịnh hảo, tức là mình vừa học kinh, mình ngồi thiền, mình làm phước, mình bố thí, mình học theo những cái 10 phước thiện và cái thập thiện nghiệp để tập tành từ từ đó bạch sư. Nhưng mà khi mà có những cái bất thiện á, thì con được biết khi mà cái tâm bất thiện mình khởi lên thì nó giống như là trái cầu tuyết vậy đó, thành mỗi một cái tâm nó sanh lên thì nguyên một cái dòng tâm thức nó cứ quấn với nhau từ cái xấu này tới cái xấu kia, thì khi nào mà mình có thể chặn đứng được những cái đó bạch sư, tự giống như cái trái cầu tuyết nó càng vô thì nó cứ nhân xấu ra quả xấu, ra nhân xấu ra quả xấu, rồi lâu lâu cái mình làm được một cái chuyện thiện nhỏ xíu như vậy, thí dụ một ngày 24 tiếng mình chỉ bố thí có một lần thôi, mà trong khi cái tâm mình á, sân si giận hờn quán ghét cà nanh tật đố đủ thứ chuyện hết, thì mình làm cái chuyện thiện, trong khi mình làm cái chuyện thiện đó mình lại có cái tâm xấu ở trong đó nữa, thì mình phải làm cách nào để mà mình chặn đứng bạch sư. Thì con nghĩ là nếu mà mình học á, chánh niệm thì chánh niệm thôi, con thấy nói là một chuyện nhưng mà làm rất là khó. Có thể có cách sư giảng cho tụi con để mình có thể control những cái gọi là mình có thể control những cái feeling, tức là những cái ý tưởng đó
rồi làm một cách nào, hay là mình cứ phải ngồi đọc kinh hoài vậy, sư? Tự vì không thể nào mà làm 24 trên 24 tiếng được hết bạch sư, rất là khó. Và con xin dâng bích lại cho sư Pháp Thân, để sư Pháp Thân có thể giảng dạy cho nguyên như bạch sư. Và con xin dâng bích lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Thân Khai Giá. Dạ, kính lễ chư tôn đức, kính chào quý tu nữ và quý phật tử. Thì thật sự ra mà nói đó, đã cái tâm của mình mà nó đó, nó bay nhảy, nó buông lung. Thật sự nói đó, các cái vị mà hành giả mà ngồi trong trường thiền đó cũng chưa chắc gì mà kiểm soát cái tâm mình nữa là luôn luôn 24 trên 24 được. À, nó cũng lung tung lắm, thấy không? Đang ngồi ở bên trường thiền bên Miến Điện, nhiều khi nó chạy về tới bên Việt Nam cũng chừng. Không biết giờ này ở chùa nó làm sao, không biết giờ này ở nhà ông già mấy đứa em làm sao, nó suy nghĩ tùm lum hết. À, thành ra đó, chúng ta mà muốn biết được, kiểm soát được nó là chúng ta phải luôn luôn phản tỉnh, kiểm soát về cái tư tưởng, mà nhất là cái tác ý. À, cái tác ý này nó rất là quan trọng. À, thì khi mà nó phóng tâm, nó chạy lung tung, mà biết có tại sao. À, mình phải hỏi tại sao mà nó suy nghĩ vậy. À, thành ra đó mình phải tìm cái nhân. À, ví dụ như nó suy nghĩ về vấn đề đó, ví dụ như cái người, những cái người mà thích ăn ngon, à, thì lúc nào cũng phải một lát ghé mua cái này, mua cái nọ. À, tại vì cái dục tầm, cái suy nghĩ về cái tâm của mình đó, cái dục tầm đó, nó suy nghĩ về cái vấn đề đó, cho nên cái tâm nó cứ chạy chạy theo cái đó mà. À, ra biết mình sẽ kéo nó trở lại. Và sao mình thấy ăn thì cái gì ăn cũng được, không cần phải đi lợi đó, phải mua đúng cái này cái kia cái nọ. Nhưng mà vì sao cái tâm của mình nó dính vào cái vấn đề ăn uống nên nó thích cái đó. Cái người mà trang phục thì suy nghĩ sẽ đi tới mua cái này, mua kia, quần này áo nọ, mày màu khác bông này bông kia đó. Thì mỗi người sẽ có một cái ý muốn của mình. Khi mà nó suy nghĩ vậy thì mình phải khéo xem xét về cái tác ý. Chính cái tác ý này nó là nhân, nó sẽ dạy. Thành ra khi mà cái tác ý nó muốn suy nghĩ mình nhìn nó. Nhưng mà cái người mà sơ thì rất là khó. Còn khi mà chúng ta mình tu tập một thời gian đó, cái tâm mình định đó, có cái định mạnh, có tuệ mạnh rồi đó, thì nó vừa sân khởi lên, mình chỉ cần mình nhìn nó là ảnh quê, ảnh bản lẽ, ảnh bỏ đi mất thôi. Nhưng mà với những cái người mà sơ cơ mới tập thì nó rất là khó, nhưng mà mình ráng cố gắng nỗ lực. Thành ra đó, như đầu, chúng ta muốn kiểm soát được đó, thì chúng ta phải nhìn thấy được cái tác ý của mình. Nó muốn suy nghĩ cái này, nó muốn suy nghĩ cái kia, nó muốn cái khác. Bây giờ tất cả những cái gì mà nó khởi lên, mình phải để đi, mình kịp thời mình chặn đứng nó liền. Giống như cái mối lên đó, mình kịp thời mình dập tắt thì sẽ không có cái đám cháy. Còn để mình cháy, cái nhà nó cháy tùm lum hết rồi, 4-5 xe chữa cháy, thì lúc đó là nó quá trễ rồi. Cho nên á, là chúng ta, Đức Phật dạy sao mình luôn luôn phải phản tỉnh, mà nhất là phản tỉnh về cái ý nghiệp, rồi phản tỉnh xem xét về cái tác ý. Không có cái gì mà tự nhiên hết, nó phải có cái nhân gì đó, mà cái nhân đầu tiên đó là cái tác ý, thấy không? Ví dụ như đâu phải tự nhiên mà cô đặt cái câu hỏi này, cô phải có cái tác ý. Rồi cái tác ý này á, có nhiều khi á,
nó nhen nhóm, nó thúc đẩy nhiều lần à, thì bây giờ mới 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 đưa tới. Không phải mà tự nhiên mình gặp cái người này mình nói về cái đấng về đó, mà mình phải có cái tác ý trước, mình phải có cái sự suy tư trước à, rồi mình mới 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 nói ra. Thành ra khi mà chúng ta nói á, là nó thuộc về khẩu nghiệp, chúng ta làm thuộc về thân nghiệp, mà cái ý nghiệp nó rất là quan trọng. Cho nên á, khởi đầu cho cái bộ mà pháp cú kinh á, là Đức Phật đã dạy rồi, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Cho nên á, khi mà muốn xét, ghi nhận, phải ghi nhận cái xem xét cái của mình trước tiên hết, thì mình sẽ chặn đứng được mọi thứ, để mà cho nó quay cuồng càng ngày thì nó càng phình to phình to phình to, nó là lúc đó mình chữa không kịp đâu à. Cho nên là muốn là tập à, bây giờ từ từ mình đang ngồi thiền, giờ là muốn xả thiền. Tại sao muốn xả thiền à? Ngồi nãy giờ đồng hồ reng rồi, hết giờ rồi, thì bây giờ nó muốn xả thiền à, nó muốn mở chân ra, muốn mở hai tay ra, muốn mở mắt ra đó. Nó phải có cái tác ý, khi tác ý hiện khởi bắt đầu cái hành động nó mới diễn tiến theo à. Cho nên là quan trọng nhất là kiểm soát về cái tác ý. Thì cũng xin giải đáp, chia sẻ đôi điều cái hiểu biết với cái thắc mắc của quý vị, và chúc sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt giá, và con xin một lần nữa tri ân sư Pháp Thanh đã giải thích câu hỏi cho Như Như ạ. Và bây giờ thời gian đạo tràng còn 5 phút nữa, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Con không biết sư còn có mặt ở trước mang, con xin kính sư nếu mà còn thời gian, sư có thể cho lớp thiền vài phút được không bạch sư, nếu sư còn có mặt trước máy ạ. Xin sư kính hiệu bạch sư. Dạ nếu mà không có thì con xin dâng mic lại cho sư Minh Thông. Dạ con xin sư sau khi giảng xong, sư có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay luôn bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ không có nghe cô Nguyên Như nói nghe rồi cái gì mà bây giờ thấy vừa sắp hết giờ rồi, thành ra không biết nên hồi hướng hay sao, chứ giờ thấy gần 9:30 rồi, 9:20 mấy 30 mấy rồi. Dạ Phật tu sắp mang gia lăng rát khang tu sắp đề và ta sắp bồ tát nu pha về na sa ra so thi Phật văn tu thế Phật tu sắp mang gia lăng rát khang tu sắp đề và ta sắp đam ma nu pha về na sa ra so thi Phật văn tu thế Phật văn tu sắp mang gia lăng rát khang tu sắp đề và ta sắp sanh kha nu pha về na sa ra so thi Phá văn tu tế tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ qua đức của chư Phật, do nhờ qua đức của giáo pháp, do nhờ qua đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ xin cảm ơn quý vị đã đến với đạo tràng. À, xin chúc cho quý vị tối ngủ ngon, ngày mai học nữa. Xin được trao mai lại cho Nguyên Như. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta san ti vi ha ra hoa si ni thu bê kha rê bô thi kha rê ta an ta hình ta tham ma đà nê na pha văn tu bù chi ta so thân ca rõn tê tha vi ha ra măng đà lê
thế ra cha mắt cha na wa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye cha an đa sam pha wa san se đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng thầm ma wa răng pa tình cha tê sầm bê bi đụng kha sa ca ron tu sang kha yam tha tu chỉ răng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc go wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng ca tu sang thầm mô sầm bê bi thầm ma cha ri no bu thân sầm ba bu này ya ma thầm ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti nàng hô su khi ta hoàn tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoàn tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoàn tụ nha ta vô y đằng quá tám nề buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu quá nà gác tề cà lề. Do sự báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị. Và Nguyên Như xin trân trọng kính mời chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày tối thứ ba cũng là sáng thứ tư ở bên Việt Nam. Và sư Pháp Thanh đã giảng cho chúng ta những bài học rất là hay về Tăng Chi Bộ Kinh. Nguyên Như trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.